Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết các tỉnh thành. Sau đây là dự báo tình hình thời tiết ở các thành phố lớn trong cả nước vào ngày mai 20 tháng 3 năm 2019. Ở thủ đô Hà Nội, ngày mai trời nhiều mây, những cơn mưa đã không còn làm cho độ ẩm không khí giảm xuống chỉ vào khoảng 72%. Nền nhiệt dự kiến sẽ tăng lên trong tiết trời ấm áp hơn nhưng vẫn mát mẻ dễ chịu, dao động từ 20 đến 27 độ C. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để bắt đầu những buổi vui chơi dã ngoại sau những ngày mưa kéo dài. Ở Hải Phòng vào ngày mai, thời tiết có nhiều điểm chung với thành phố Hà Nội do vị trí địa lý cùng nằm trong khu vực Đông Bắc Bộ. Trời có mây, không mưa và nắng nhẹ, độ ẩm không khí vào khoảng 83%. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm khoảng 20 độ C, ngang bằng với Hà Nội. Cao nhất có phần thấp hơn ở Hà Nội một chút, chỉ khoảng 25 độ C. Ở Huế vào ngày mai, khối không khí lạnh gây mưa cũng không còn ảnh hưởng. Trời nắng có ít mây khiến cho thời tiết trở nên oi bức hơn, biên độ nhiệt khá rộng. Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 22 độ C, cao nhất lên đến 34 độ C, độ ẩm không khí vào khoảng 68%. Ở thành phố Đà Nẵng, thời tiết ngày mai khá nóng, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 31 độ C, trời ít mây, không mưa khiến cho ánh nắng thêm phần gay gắt hơn, độ ẩm không khí giảm xuống chỉ còn khoảng 70%. Thành phố Buôn Ma Thuột, ngày mai trời nắng ít mây và không có mưa, độ ẩm không khí chỉ vào khoảng 42%, khá thấp. Cùng nằm chung trong khối không khí vùng Tây Nguyên, ban đêm nhiệt độ Buôn Ma Thuột xuống thấp nhất chỉ khoảng 20 độ C, nhưng ban ngày lại tăng lên đến 35 độ C, khiến tiết trời vô cùng nóng bức. Với biên độ nhiệt lớn như thế này thì chúng ta hãy nhớ giữ ấm cho cơ thể vào ban đêm và tránh nắng vào ban ngày để tránh cảm cúm quý vị nhé. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai độ ẩm không khí thấp chỉ vào khoảng 50%, trời nắng không có mưa và có ít mây. Không khí ở đây lại tiếp tục nóng bức oi ả với nhiệt độ ban đêm khoảng 25 độ C, ban ngày cao nhất lên đến 36 độ C. Với thời tiết nắng nóng như thế này, chúng ta nên có biện pháp bảo vệ sức khỏe khi ra ngoài, bổ sung vitamin C đúng cách để phòng ngừa cảm nắng. Cuối cùng là thời tiết tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ngày mai, Phú Quốc vẫn chung khối không khí nóng với các tỉnh khu vực Nam Bộ, nền nhiệt có phần dịu hơn thành phố Hồ Chí Minh từ 24 cho đến 33 độ C. Dù không có mưa, tuy nhiên do biển bao quanh nên độ ẩm không khí có phần tăng hơn vào khoảng 67%. Vừa rồi là những thông tin thời tiết tại một số tỉnh thành lớn trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.